Xin chào các bạn đến với kênh Nhất Media CCTV. Thì hôm nay mình làm một project về vi điều khiển. Thì project được mang tên đó là hệ thống điều khiển đóng mở cửa bằng password. Ở đây mình sử dụng vi điều khiển FIX16F887, một cái keypad 4x3 và một LCD 16x2. Thì mình nói sơ qua cái project này cho các bạn hiểu. Ở đây mình sử dụng ngôn ngữ lập trình là Micro C để lập trình cho con vi điều khiển FIX này nhận các chuỗi password được nhập vào bằng cái keypad này. Sau đó nó sẽ hiển thị thông tin lên LCD 16x2 này. Khi cái password của mình nhập vào sẽ được so sánh với cái password mà mình đã đặt, xem nó có trùng khớp với nhau không. Nếu nó trùng khớp với nhau thì con vi điều khiển sẽ ra lệnh cho cái motor này quay, tương ứng với việc đóng mở cửa. Đối với ngôn ngữ lập trình này, ở trong cái code mình đã sử dụng một cái password mặc định, đó là 12345. Khi bạn khởi động cái password, khi bạn khởi động cái hệ thống này lên thì nó sẽ đòi hỏi bạn đổi mật khẩu này thành một mật khẩu cá nhân của bạn. Thì ở đây mình đã vẽ mô phỏng jailbroken. Anh thấy đó, đây là jailbroken này. Với ngôn ngữ lập trình Micro C này, đây là phần mềm Micro C mà mình hiện đang dùng cái phiên bản là máy đây, phiên bản 7.1. Các bạn thân mến, đối với những cái phiên bản mà nó cho mình sử dụng miễn phí thì chỉ biên dịch được cái dung lượng code tối đa là 2 KB. Đối với những cái project lớn bạn sử dụng hơn 2 KB thì bạn phải tiêu cái phần mềm Micro C này bạn mới có thể sử dụng được. Thì ở đây bạn nhìn thấy thông qua một số dòng code của cái project này thì nó có những cái khối, ví dụ như đây là cái khối điều khiển LCD, các cái mã, cái hàm con để phục vụ cho cái việc mà kiểm tra và cái nhập liệu của keypad. Đây là cái hàm để đọc FROM, hàm read FROM. Đây mình sử dụng FROM nội của con vi điều khiển FIX luôn các bạn, không có sử dụng rời. À, đây là bắt đầu vào chương trình chính main, được boot main. Ở đây là mình khai báo các bọt, các thanh ghi. Ở đây là đọc mã code vào. Code read này thì nó đang một cái hàm con ở trên này. Sau đó mình vào cái dòng lập do while. Cái dòng lập này sẽ chạy mãi, lập mãi để nó sẽ kiểm tra, nó quét cái keypad. Rồi thì này, cái code này mình sẽ đính bên dưới vào trang giáo án này để bạn có thể tải về và cả cái project process luôn. Thì mình bắt đầu chạy thử các bạn nha. Thì đây là sẽ biên dịch. Biên dịch bằng nhóm vào cái nút bánh răng này để biên dịch. Biên dịch chương trình ra số head để nạp vào vi điều khiển FIX. Khi bạn biên dịch thành công thì ở dưới này nó sẽ có những cái thông tin cho bạn. Ví dụ như đây. Những thông tin này.
hay, báo là thành công này. Ok, thì mình làm chương trình cho vi điều khiển này thì bằng cách gì, click vô, double click cho nó và dẫn lại cái file file head này 8 ký luôn các bạn nhé. Nên đòi hỏi những cái phần mềm MicroC đã được active. Rồi MicroC này bạn có thể tải tại trang giáo án .link trong cái mục vi điều khiển. Và đây là phần mô phỏng Rotus, thì mình bấm vào đây để bắt đầu chạy mô phỏng cái hệ thống của mình. Đây, đo log system, này là cái câu chào đầu tiên thôi, và nó sẽ thông báo, bạn nhấn phím sao và nó kêu bạn nhập cái code vào, enter code. Bạn nhập đây là nhập cái code mới, cái code cũ của bạn là 1 2 3 4 5. Ok, khi nhập xong bạn nhấn phím tab thì nó sẽ đòi hỏi bạn đổi cái code 1 2 3 4 5 này bằng cái code mới của bạn, ví dụ như bạn đổi thành, và nó có 5 ký tự thôi các bạn nhé, 1 2 3 4 5. New code 4 5 6 7 4 5 6 7. Ok, mình đã đổi được thành 4 5 6 7, 4 ký tự. Khi mở cửa xong thì khoảng một khoảng thời gian cửa sẽ tự động đóng lại. Và ví dụ mình nhập lại cái password ban đầu là 1 2 3 4 5. Tên này bắt buộc, đây là cái bắt buộc mặc định của nó, 1 4. Khi mình nhập một cái bắt buộc bất kỳ thì nó sẽ báo sai password. Mình nhập đúng thì nó sẽ mở. Và cái password default này bạn hoàn toàn có thể sửa trong cái code của mình các bạn. Để cho các bạn bảo mật thì các bạn có thể sửa cái code của mình. Cái path default đây. Đây là code master. Có thể đổi tùy ý của bạn. Bạn đổi theo ý cái password của bạn và khi đó bạn cũng trả thành change password là gì. Sử dụng cái password đó mình xài luôn. Thì vừa qua mình đã trình bày với các bạn cái project về hệ thống mở cửa bằng password sử dụng vi điều khiển FIT16F887. Đây là một cái hệ thống dùng để bạn học lập trình trên ngôn ngữ MicroC, để chúng ta thực hành việc
Quét keypad so sánh chuỗi dữ liệu đồng thời là lập trình giao tiếp với LCD vân vân mọi thứ. Thì cái hệ thống này để mình chủ yếu là mình để học thôi, chứ về cái vấn đề mà bảo mật thì nó chắc cũng không cao. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin mời các bạn truy cập vào trang giáo án chấm link để xem và tải nhiều tài liệu miễn phí. Trong đó có cái mục vi điều khiển, thì ở đó mình sẽ tập hợp những cái project viết bằng micro C. Thời gian dài mình đã sử dụng, hầu hết các cái project đều có cái file test mô phỏng kèm theo để cho các bạn dễ dàng đọc, hiểu và mô phỏng. Xin chào. Và nếu các bạn thấy cái video này hay, xin cha các bạn cho mình một like, một share và các bạn sub giùm cái kênh của mình nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Chào tạm biệt các bạn.